Tá, cara. Bây giờ mình sẽ đi sang cá lóc nữa. Đây, cần thêm cái xô. Đây là cái ruộng mà hôm trước mình review cho mọi người xem cách nuôi cá ấy. Trong phần video trên kênh ấy, thì có ui có một con ngái ấy. Trên kênh của mình có đăng tải một video lên đấy, mọi người vào kênh của mình xem. Nhanh thế nhỉ, con ngái này. Hai con cá cờ bé tí tí đây. Ôi nước vào ủng hả? Ô đây cá cờ này. Trước mình vào đây thì rất là nhiều cá lóc luôn mọi người ạ, nhưng mà chả biết là chắc là nó chạy xuống suối hết rồi ấy. Ở con suối này thì nó có rất là nhiều cá lóc mọi người ạ, tại vì là nó sâu quá ấy. Trong này nó bùn toàn là bùn sâu quá. Bên kia kìa, nó ở yên bên kia, mình chả lăng cái gì luôn. Ở đây có một con cá lóc bé tí nó ở trong này mọi người ạ. Đây bắt được rồi đây. Cá lóc này đây, trước mình vào đây thì thấy những con rất là to, nhưng mà không biết tại sao ấy. Họ chui xuống suối hết là như nào ấy, chả thấy con nào cả, toàn là thấy những con bé tí vài con cá cờ thế thôi. Những con to ở dưới suối kia nó lại sâu quá, lún quá lại không vào được. Ở đây chả thấy một con như nào cả, chả thấy mặt mũi của họ đâu ra ấy. Đây mọi người này, cá lóc này, một con ở đây nữa này. Nó rất là khôn luôn mọi người ạ. Đây, được một con này, bé tí. Đấy. Mấy con to chả biết là họ đi xuống suối hết là như nào ấy. Mọi lần mình vào đây thì như lần trước mình vào đây mình được hàng có một con đấy. Ôi ôi bắt con bé tí tí này xem có được không. Cũng được này, đây này. Vào một lần mà chỉ có được mấy con cá cơ thì ăn thua gì đâu. Ôi con này cũng hơi to đấy. Khả năng thì bây giờ mình phải dùng dao thì mới ăn được. Bé tí tí chui vào đây chả thấy đâu. Quá là khổ luôn đấy nha. Nha, quá là khô đấy nha. Đây, có một con nữa này.
toàn là những con bẽ tí tí này. Rất là bé luôn. Đây mọi người này, hai con cá lu đồng, một con này một con này. Mình bắt thử xem có được không đấy nhá. Ôi quá nhanh luôn. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Nhanh thơ.